Chuyện gì vậy? Dạ cộng sản đắp mô rồi. Tụi bay xuống coi coi. Này tụi bay khiêng vô kia. Đi theo chúng tôi.
Sao ba? Như vậy là chưa có được. Bà nói rõ hơn đi, chưa được là chưa được như thế nào? Thiếu một cái cờ treo ở trên tường. Cờ treo trên tường á là để hù dọa mấy người mới bước vô phòng. Còn cái cờ để trên bàn á là cái cờ của chính mình, biết mình là ai. Dạ. Dạ, thưa đại quý. Sao? Dạ, con Thơm nó đã trốn rồi. Con Thơm nó trốn thoát à? Xe vừa đến bìa rừng thì bị bọn cộng sản lập mưu cướp con Thơm đi rồi. Nhưng Trung Quý Tuấn đi cùng kia mà. Dạ, Trung Quý Tuấn bị bắn vào cánh tay. Sao tụi nó lại trốn thoát một cách dễ dàng như vậy? Bà nghi ngờ đây là có một sự xếp đặt từ trước rồi, con hiểu không? Nhưng Trung Quý Tuấn là anh vợ của con mà. Trời ơi, dù là con đẻ của mình cũng không thể bỏ qua, huống hồ chỉ là thằng anh vợ hả? Rồi còn tính cái gì nữa? Tại sao giờ còn không đuổi theo chặn nó lại? Đứa nào mà chống đối bắn tại chỗ cho tao. Thà là giết lầm còn hơn là bỏ sót. Cụ Ngô đã dạy như vậy rồi. Đi đi. Dạ. Đi. Dạ, xin về làng nhận cho. Còn đây là thuốc và muối. Dạ, cảm ơn. À gì, còn đây là muối. Nhớ chị chia cho bà con nữa nghe. Bà ơi, bà nhận cho. Uống đi, đây là uống thuốc đi, bổ. Bà nhớ uống để có sức khỏe nha. Dạ, cách mạng á có nhờ tôi gửi cho các trưởng đốc và các già làng một ít quà mà bà con vừa nhận. Thuốc các bộ cho tốt lắm đó, bà con về nhớ uống nghe. Cách mạng á muốn xin phép người Cờ Tu mở thêm căn cứ ở núi Ngọc Linh để được người Co và người Cờ Tu bảo vệ. Bà con có tán thành không? Tán thành, tán thành, tán thành, tán thành, tán thành, tán thành. Núi rừng rộng lắm, bộ đội về ở càng đông thì càng vui. Anh Chân, sao người Cờ Tu lại biết nói tiếng Kinh? Ở đây già làng và đám thanh niên đều nói được tiếng Kinh. Cán bộ cứ nói chuyện thoải mái, không phải nhờ đến tôi. Dạ. Vậy thì còn một việc nữa. Cách mạng muốn nhờ người Co và người Cờ Tu mở cho một con đường đi qua các nóc để giao lưu với các bản làng ở Tây Nguyên. Hả? Nè, có chuyện gì vậy? Họ báo tin là người Xê Đăng đã tự động dịch chuyển tảng đá để xâm lấn địa phận của người Cơ Tu. Chúng ta phải ra đó hòa giải thôi. Bà con, chúng ta ra đó ngay đi. Đi, 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 đi mau. Bà con, dính lên. Con lên, bà con. Bà con, bà con, đừng đánh nhau. Tôi xin bà con. Tôi xin bà con. Tôi xin bà con. Dừng lại. Đừng đánh nhau. Xin bà con đi. Bà nghe tôi. Bà con, đừng đánh nhau. Các người dừng lại. Đừng đánh nhau. Nghe ha. Các chú khí ngay. Ở người dân tộc anh em, ta rèn được dao nhọn, gương sắt không phải để đánh nhau, giết nhau, mà chúng ta phải dùng để đánh pháp, để giành lại đất nước này, giành lại núi rừng này, chứ không phải giành nhau miếng đất nhỏ này. Tất cả mọi người hãy nghe đây. Mọi người còn nhớ là chuyện năm xưa đã đi theo ông Phó Mục Gia để đánh pháp không? Nhớ chứ, làm sao mà không nhớ? Vậy thì tất cả mọi người có nhớ là có bao nhiêu dân tộc đi theo ông Phó Mục Gia xin nước thần Xu Đỏ để đánh pháp ở quận Liền Trà Bồng không? Nhớ chứ, trận đó dân tộc chết nhiều nên pháp mới thắng trận. Vậy thì tại sao ông Phó Mục Gia lại thua trận? Viên súng đạn của người pháp không sợ sống thân chứ sao nữa? Không phải như vậy. Ông Phó Mục Gia đã đoàn kết được tất cả các dân tộc, người Co, người Cơ Tu, người Ba Na và tất cả người Chăm đồng lòng đi đánh pháp, nhưng chỉ lại tin vào nước thần mà không tin vào khối đoàn kết của tất cả dân tộc thì mới bị thua giặc pháp. Vậy cho tôi hỏi, ai đã đuổi giặc pháp về nước? Là cách mạng chứ ai. Đúng vậy, người cách mạng đuổi được giặc pháp vì người cách mạng tin vào sự đoàn kết của các dân tộc. Bây giờ các nóc lại không tin với nhau, không đoàn kết với nhau thì làm sao mà đuổi được bọn Mỹ để giành lại đất nước? Cán bộ nội nghe lọt tai lắm. Vậy người Sơn Đăng phải làm sao? Bây giờ nếu tất cả các dân tộc đoàn kết lại với nhau thì đừng có nghĩ về tảng đá thần này nữa, mà hãy cùng đoàn kết lại. Đất rừng rộng lắm, việc gì lại phải tranh giành nhau? Có như vậy á thì tất cả bọn địch sẽ không dám bén mảng tới các bản làng của người Cơ Tu và người Xê Đăng nữa. Cán bộ nói phải, người Xê Đăng xin nghe lời cán bộ.
đi. Anh Chân, sao anh tài giỏi quá vậy? Anh có tài chi đâu, tất cả là nhờ vào lời lẽ của cán bộ Toàn đó. Mồm mép của anh Toàn cũng giỏi vậy sao? Anh có mồm mép gì đâu, chẳng qua đó là những điều anh đã học được trong sách. Anh đọc được sách? Tất nhiên là anh đọc được sách. Ở dưới vùng xuôi á, người kinh nào cũng đọc được sách hết, cũng biết viết thư. Vậy anh dạy cho em cái chữ đi. Mình cũng chỉ biết nói tiếng kinh chứ không biết chữ của người kinh. Hay là các bảo toàn dạy cho cả nhà mình học cái chữ đi. Tôi rất là sẵn sàng. Vậy thì bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ học. Vậy thì hay quá. Dạ. Chào tất cả các đồng chí. Chào đồng chí. Em tên là gì? Em tên Tấn. Em người dùng nào? Dạ em người dùng tay. Thanh niên dùng tay chắc là quen sống ở núi rừng đúng không? Dạ đâu có đâu, dân dùng tay lên rừng lấy củi và chúng lính quốc gia mà thôi. Còn em tên là gì? Dạ em tên Xui ạ. Ủa sao ba má đặt tên cho em kỳ vậy? Dạ khi sinh em má khó đẻ nên đặt tên Xui ạ. Thôi các đồng chí đừng cười. Kể từ giờ phút này, các đồng chí được biên chế thành trung đoàn cảnh vệ của cơ quan quyền quỹ, do quyền đội trưởng là tôi trực tiếp chỉ huy. Quân đội trong hàng ngũ không được cười đùa, các đồng chí rõ chưa? Dạ rõ. Các đồng chí à, bây giờ chúng ta sẽ nhận cuốc, sáng và dao rừng để phá cây, tranh thủ dừng láng ở. Các đồng chí hiểu chưa? Anh nói tụi tôi là quân đội, tại sao chỉ có cuốc sáng, phải có súng chứ? Là vì chúng ta phải chốt chặn nơi đây để bảo vệ lối vào cho cơ quan quyền quỹ. Nếu như anh em mình không dựng láng thì lấy gì để ở? Thôi, tất cả các đồng chí dựng cuốc sẵn đi. Các đồng chí nên coi, ta nên lập kế hoạch trừ khử tên nào trước. Mỗi tên đều có cái khó riêng. Thằng đại quý Ba Lòng á thì lúc nào cũng la cà đi chơi gái, nhưng có hai tên lính cầm súng bảo vệ. Còn quận trưởng Trần Hoàng là có cả tiểu đội bảo an để canh gác trong ngoài. Chỉ có lão Cửu Sừng thì ít được bảo vệ hơn. Nhưng chúng ta chưa có nội tuyến trong hội đồng thì biết làm sao đây? Nghe nói lão rất là mê gái, nhưng lại sợ con vợ già. Hàng ngày lão phải tháp tùng con vợ đi chợ đó. Cửu Sừng là một nhân vật nguy hiểm trong tập đoàn thống trị của huyện Trà Bồng. Nhưng xem ra việc bảo vệ thì khá lỏng lẻo, nên đích thân anh hứa thăm dò mọi quy luật hoạt động của lão Cửu Sừng, rồi tòa án cách mạng mới quyết định hành động. Tại sao không phải là tôi? Đồng chí Thông là gốc người ở thị trấn, nếu đi điều nghiêng á thì đi lại nhiều, e sẽ gặp người quen thì dễ bị lộ lắm. Nếu đồng chí hứa mà chưa sẵn sàng á thì tôi sẽ tính. Bí thư cứ yên tâm đi, hồi kháng chiến 9 năm á tôi đã từng làm lính trinh sát mà. Vậy các đồng chí hãy trở về lo nhiệm vụ của mình. Nhớ là việc của tòa án cách mạng chỉ có thành viên tòa án cách mạng biết thôi nghe. Đồng chí, tôi không biết phải nói thế nào. Chuyện cô Thơm trở về, ta nên xử sự làm sao cho phải. Thôi được, ta phải thẩm tra lại quá trình địch bắt cô ta và thả ra. Nhưng tôi hiểu đồng chí đang nghĩ tới vấn đề gìn giữ danh tiếng cho cô ấy. Vì người đi xa nữa, làm không kỹ có thể gây bất an cho căn cứ, nhưng làm không khéo thì có thể tổn thương đến đồng chí mình. Tôi muốn gọi Hai Toàn trở về, anh cho là có nên không? Hai Toàn trở về cũng là cái tốt, anh em trong nhà cũng dễ hiểu hơn. Tôi tán thành ý kiến đó. Thank you.
Nhìn mày cũng được đó. Vậy mà con Tươi nói mấy bữa rày ở nhà mày không ăn không ngủ, làm cho mọi người tưởng mày chết tới nơi rồi chứ. Tao mà không làm như vậy để tụi nó đưa tao lên quận tra tấn tiếp rồi sao? Tụi bay sao vậy? Thì mày cứ khỏe hẳn đi, chuyện đâu khác có đó mà. Tụi bay không có nói, tao không có ăn nữa. Đứng lại Miều, mày có còn là bạn của tao nữa không? Mà tại sao từ bữa tụi tao về được căn cứ không có thấy ai qua hỏi thăm tụi tao câu nào hết vậy? Anh Hai Toàn lên dùng thượng thì đã đành, vậy còn anh Dân, còn Bí Thư Du đâu? Mọi người qua thăm lúc mày còn mê man, bây giờ ai vô việc đó hết rồi. Vậy tại sao không ai hỏi tụi tao về đây bằng cách nào? Có ai hỏi gì không Tươi? Tôi có nói về việc anh Hiền Lương và anh Đảnh đã tổ chức cướp tụi mình không? Tao có nói, nhưng không giải quyết gì hết. Bí Thư Du nói đợi Thơm khỏe hẳn rồi giải trình về việc bị địch bắt mà lại được thả về nhà. Nghe nói tụi nó còn cho xe đưa Thơm về sớm bỏ ốc nữa đó. Vậy là tao bị nghi ngờ, tao bị coi là một kẻ phản bội sao? Không đúng, mày đừng có nghĩ bậy. Không đúng. Vậy sao từ bữa về láng tới giờ tao không được bước ra khỏi cái láng này nữa bước? Vậy có khác gì giam lỏng đâu. Thôi, buông tao ra. Buông tao ra. Thôi tao đi. Bình tĩnh lại đi. Thôi, cho tao đi. Thôi, cho tao gặp các anh. Cho tao nói. Cho tao nói. Thưa ông cửu, quân trưởng Trần Hoàng mời ông sang hội ý. Biết rồi, tôi sẽ xuống liền. Dạ, quân trưởng đã cho người bảo vệ và cho xe jeep đến đón ông. Sao nay ông quận trưởng Trần Hoàng lại bày vẽ ra như vậy? Có cái gì nguy hiểm đâu. Thôi được, anh xuống nói đi, tôi ra liền. Tuân lệnh. Chào ông cửu. Mời ông cửu ngồi. Nè, anh nghĩ đâu ra cái cách mà giam lỏng tôi như một tên tù binh vậy hả? Đâu dám. Tôi chỉ có trách nhiệm thực thi nhiệm vụ bảo vệ nhân vật quan trọng bậc lớn nhất của quận Trà Bồng này mà thôi. Bảo vệ? Bảo vệ? Hừ. Ông cửu à, vụ Trung Quý Tuấn bị đột kích giữa đường làm tôi và đại quý ba lòng, thấy phải lo lắng cho ông mọi lúc mọi nơi. Vậy khi tôi đi chơi gái thì các anh tính sao?
cũng phải có lính đi theo bảo vệ. Tôi đâu phải là con nít mà mấy ông cho người đi theo hoài vậy. Tôi có mấy việc quan trọng muốn bàn kỹ càng với ông chủ tịch hội đồng. Việc thứ nhất là luật 10 năm 9 chỉ còn vài tháng nữa sẽ có hiệu lực ở các tỉnh miền Trung. Nghe nói sẽ mở tòa án để xét xử bọn cộng sản một cách đàng hoàng. Tòa án sẽ mở ở Trà Bồng, là một trong những quận đầu tiên. Ông chủ tịch hội đồng thấy sao? À, cái việc mà thực thi luật 10 năm 9 là một biện pháp quan để áp dụng các chế độ quân quản ở các thôn xóm. Tôi tin rằng sau luật 10 năm 9 thì Việt Cộng sẽ bị tiêu diệt tận gốc, không có cơ hội ngóc đầu lên được. Nhưng vẫn còn một điều phải lường trước. Chắc chắn phản ứng của dân lúc đầu sẽ rất là dữ. Không loại trừ bọn Việt Cộng xúi dục dân chúng sách động biểu tình và chống đối chúng ta. Hoặc là thậm chí tụi nó còn gây ra bạo loạn của vũ trang nữa kìa. Theo tôi á, lực lượng quốc gia hiện nay là không đủ mạnh để mà chống lại cái bọn cộng sản. Xin ông Cửu cứ yên tâm, chúng tôi đang lựa chọn giữa hai phương án, là tăng cường thêm một tiểu đoàn bảo an hay tăng cường một đại đội biệt động trong thời gian mở tòa án luật 10 năm 9. Một tiểu đoàn bảo an hả? Lãng mạn quá. Tiền ở đâu mà trang bị cho một tiểu đoàn trong lúc này? Còn cái đại đội biệt động tăng cường nữa, biết có làm được việc không? Hay chỉ làm hư chuyện của chúng ta? Cái tụi biệt động là cái tụi thuộc loại kiêu binh số 1. Tôi rất ghét tụi nó. Tôi cũng không thích thú lắm việc tăng cường gọi người khác đến. Về việc tiểu đoàn bảo an, nếu chúng ta không có tiền thì đã có người Mỹ. Cái tôi lo là lấy đâu ra người. Nè, tôi nói cho ông nghe, đông cái bọn dân vệ ở các xã lên làm lính bảo an, chứ cần phải đi tuyển ở đâu cho xa. Hả? Tụi nó là những người địa phương, nó rành mặt cộng sản còn hơn tôi với ông nữa. Tụi dân vệ à? Đám dân vệ được đôn lên làm lính bảo an, vừa được trang bị quần áo, vừa được lĩnh lương cao, thì đứa nào trả sướng? Còn gom người ở các xã vào dân vệ thì dễ ợt. Đơn giản vậy mà tôi cũng không nghĩ ra. Ông Cửu Sừng đúng là gia cát lượng ở quận Trà Bồng. Đừng có tân bốc tôi quá. Chẳng qua là vì tôi sống với cộng sản lâu năm nên hiểu cách thức của họ hơn ông mà thôi. Vì hiểu cộng sản nên tôi đề nghị với ông quận trưởng và đại quý Ba Lòng phải có một cái hành động quyết liệt trước khi luật 10 năm 9 có hiệu lực ở Trà Bồng. Là hành động gì? Phải tiến hành ngay một chiến dịch càn quét vào núi Cà Đam. Tôi tin rằng á, cái bộ sậu đầu não của Việt Cộng ở Trà Bồng đang còn bí mật ở trong cái núi Cà Đam. Nếu mà tiêu diệt được bộ phận đầu não của nó đó, thì dân chúng ở các xã sẽ như là rắn mất đầu. Còn ai để mà sách động biểu tình xuống đường? Ông Cửu dạy rất đúng, nhưng việc này chúng ta phải bàn lại với đại quý Ba Lòng. Nhưng ông Cửu đã biết tin gì về mình chưa? Tin gì vậy? Nội gián vừa báo tin bọn Việt Cộng đã lập một tòa án cách mạng do tên bí thư huyện ủy làm chủ tịch. Người đầu tiên bọn nó định ám sát chính là ông đó. Vì vậy bọn tôi phải bảo vệ ông từng bước đi.
Tốt rồi, tốt rồi. Các đồng chí chú ý, bây giờ chúng ta sẽ qua phần xạ kích. Đồng chí, bây giờ chúng ta sẽ áp má, kề vai. Các đồng chí rõ chưa? Rõ. Rõ. Đồng chí ba, làm thử. Dạ. Ô, thanh niên dùng biển mà giỏi vậy? Dạ. Thằng Tăng với thằng Găng á, nó thao tác còn giỏi hơn em nhiều. Vậy mà mấy anh không cho nó nhảy núi gì hết trơn. Các đồng chí, lại đây. Tình hình mỗi lúc càng khẩn trương nhiều hơn. Có lẽ cơ quan huyện ủy phải thành lập thêm một trung đội cảnh vệ nữa để chống lại sự càn quét của địch vào trên núi Cà Đâm. Chừng nào cơ quan huyện ủy có quyết định, anh sẽ đưa thằng Tăng, thằng Giang lên núi ngay. Cảm ơn anh. Vậy tụi em có được phát đủ súng chống càn không? Các đồng chí cứ yên tâm, trên sẽ phát đủ súng đạn. Nhưng mà trước mắt chúng ta phải luyện tập tốt cái đã. Dạ. Nha. Tụi em sẽ cố gắng. Mấy anh ơi, tụi em ăn cơm ra nè. Thôi, mọi người nghe ăn cơm đi. Ăn cơm đi mấy anh. Ê, ăn cơm anh em ơi. Cơm rồi kìa, cơm rồi kìa. Thì đang chuyển giùm anh. Tại vì đậu bụng quá trời luôn. Cảm ơn nha. Số 1 đó nghe. Cảm ơn mấy em nha. Rau ngon quá. Cho anh một chén nha. Hôm nay tụi em nấu cơm ngon lắm đó nha. Về đây của anh. Ngon lắm. Anh từ từ thôi mày. Đầu nghẹn bây giờ. Sống chết đi. Đó có hai chai rượu ra. Em bới cho. Ngon quá. Đem cái túi này. Cái mạng này em ăn quá mày. Cởi tao mày. Coi kìa, bộ mặt tôi dính lọ hả? Nè, ăn cơm đi. Tôi đã mày. Mày ăn mà nó nhiều quá. Coi đâu. Nhiều quá. Dạ, dạ. Tại vì tôi thấy mày cực khổ quá. Thôi rồi nghỉ. À, mà dạo này thơm sao rồi? Nó khá hơn rồi, nhưng buồn lắm. Chắc anh tính sao thì tính đi, chứ để cái nghi ngờ treo ở đó cực cho nó lắm. Em á, là em tin Thơm không bao giờ phản bội đâu. Nó thương anh Bường như vậy, làm sao đánh đổi ảnh lấy sự an toàn cho nó được. Vậy nếu như mèo yêu ai thì... Giờ đâu phải lúc nói chuyện đó anh Dần. Em tính á, nếu con Thơm cực quá, em sẽ đưa nó đi. Em định đưa đi đâu? Không biết. Đi đâu để có sự bình yên cho nó. Chứ anh nghĩ coi, đàn bà tụi em, người thì mất chồng, người thì phải chịu xa chồng, mà bây giờ lại bị nghi ngờ như vậy, thì phải giữ trung trinh với ai chứ? Với ai chứ? Em à, không làm vậy được đâu. Làm như vậy là manh động, làm cái gì cũng phải có tổ chức chứ. Giận xấu chưa kìa. Anh nhiều vô đi. Tôi đã theo sát mọi động tĩnh của lão Cửu Sừng. Mỗi bước đi của lão đều có lính bảo vệ. Lúc này khử lão tôi e rằng khó lắm. Vậy lúc nó đi chơi gái thì sao? Cũng có hai tên lính đứng gác ngoài cửa động. Sao bỗng nhiên bọn chúng lại tổ chức bảo vệ cẩn mật lão Cửu Sừng như vậy? Việc tòa án cách mạng của chúng ta lập ra chỉ có 7 người. Việc trừng trị lão Cửu Sừng cũng chỉ có 7 người biết. Việc bọn địch bảo vệ cẩn mật cho lão Cửu Sừng nói lên điều gì? Hay là trong 7 người chúng ta có nội gián? Có nội gián ở trong căn cứ huyện ủy là tác hại vô cùng lớn. Chúng ta phải tìm ra cho bằng được kẻ phản bội đó. Đồng chí Bí Thư cứ cho chỉ thị ạ. Đồng chí Giang là phó tòa án cách mạng. Ngay sau đây á, đồng chí về truyền đạt quyết định của tôi là sẽ tổ chức ám sát lão Cửu Sừng vào ban đêm tại nhà riêng. Rõ. Tôi đã báo cáo rồi. Tại nhà riêng của lão, ban đêm cũng có một tốp lính đứng bảo vệ. Ta làm sao đột nhập vào nhà lão được? Đây là mệnh lệnh quân sự. Trong 2 ngày, đồng chí phải cải trang đến tận nhà riêng của lão Cửu Sừng điều tra coi sao. Còn việc thứ hai, tôi giao cho đồng chí Hứa, tới đâu rồi?
Có vậy chứ. Thôi, ai vào việc đấy đi. Tôi đi có việc đây. Đồng chí Hứa à, đồng chí không biết là đồng chí đã giúp tôi một việc lớn như thế nào đâu. Chào đồng chí. Dạ chào Bí Thư Du. Chào Bí Thư Du. Sao? Nghe nói các cô định rời khỏi căn cứ hả? Dạ tụi em đâu dám. Mời Bí Thư ngồi. Tôi nghĩ là đồng chí Dần cần phải nói lên điều đó. Vì các cô cũng nghĩ là các cô làm như vậy là sai, nên các cô mới giấu nhẹm đi như vậy. Có phải không nào? Chuyện này là do em nghĩ ra. Đừng tưởng trong cuộc chiến đấu này chỉ có các anh là người hy sinh. Đàn bà tụi em còn khổ cả trăm đường kìa. Đúng. Nhưng chính vì vậy, chúng ta cần phải giữ gìn từng cách ứng xử của mình. Như người đi trên băng mỏng, giữ sao cho mỗi cá nhân không bị tổn thương. Mỗi người chúng ta bị tổn thương, mất niềm tin, nghĩa là cách mạng đã mất đi phân nửa điểm tựa của nó. Em không hiểu gì cả. Các anh gần như bỏ rơi Thơm. Không ai nói gì, nhưng ai cũng lảng tránh mỗi khi qua đây. Nhiều khi tụi em tưởng chừng như là không thể chịu nổi. Là vì tổ chức chưa xác định được việc địch bắt cô Thơm. Nay thì đã rõ ràng rồi. Thơm chiến đấu rất cừ và bảo vệ cả mạng lưới không bị sức mẻ. Chạy! Nhanh lên! Thắp người xuống! Bên kia! Các đồng chí lại đây! Nhanh lên các đồng chí! Khi mà chúng ta vận động chiến đấu, chúng ta phải nhìn hút vào khoảng rừng kia, phải nhìn thấy quân xanh. Các đồng chí rõ chưa? Dạ, dạ rõ. Chẳng phải thắp người xuống. Dạ. Bây giờ chúng ta làm lại. Dạ. Rồi, khẩn trương. Lên, 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 đi. Chạy lên. Ê nè, giúp. Rồi, tốt rồi, tốt rồi. Các đồng chí dừng lại. Các đồng chí vô đây. Giả dụ kẻ địch có 3 trung đội hay 3 đại đội tiến vào căn cứ quyền quỷ, nếu chúng không phải là loài khỉ biết leo vách đá dựng đứng thì trước sau chúng cũng phải tụ tập dưới con đường mòn. Dạ. Vậy tôi xin hỏi các đồng chí, giả dụ như là địch có 3 trung đội hoặc là 3 đại đội thì sẽ còn bao nhiêu trung đội? Chỉ còn 1 trung đội. Đồng chí Ba trả lời rất hay. Dạ, cảm ơn anh. Nếu như mà bây giờ chúng ta đứng ở cứ điểm này thì chúng ta sẽ áp dụng chiến thuật gì? Đương nhiên là áp dụng chiến thuật lấy 1 đánh 10. Cũng được, nhưng cậu phải nói cho đúng binh pháp là lấy ít đánh nhiều. Các cậu thanh niên nghe đây, trung đội cảnh vệ của ta có chống được 1 đại đội bảo an không? Dạ có anh. Vậy 1 tiểu đoàn thì có chống được không? Chống được. Vậy thì tốt. Bây giờ chúng ta chuẩn bị bước vào khóa học quan trọng nhất, đó là đề mục bắn đạn thật. Đạn thật hả anh? Nhưng cách mạng chỉ phát cho chúng ta mỗi người 3 viên đạn. Nếu đồng chí nào chưa thuộc hết thao tác thì khoan đăng ký bắn dội. Có đồ ăn rồi mấy anh các anh. Có cơm tới rồi. Đã quá. Nãy giờ đổ bụng quá trời. Có đồ ăn rồi mấy anh ơi. Hôm nay chị nuôi cho ăn gì đây? Mấy em nha. Mẹ đi bạn. Em lấy cho. Từ đã. Ủa, sao lại là cô Thơm và cô Miêu? Nhỏ Tư nó bị sốt rét, em đi thay không được sao? Tất nhiên là được. Anh có nói gì đâu. Không nói gì, nhưng tiếc phải không? Đâu có. Anh mừng là đằng khác. Ngon quá. Anh thiệt chẳng ra làm sao. Đồng đội bị đau mà còn cười được nữa. Xin lỗi, anh có nghĩ như vậy đâu. Nè anh. Từ từ thôi mày. Còn nghẹn bây giờ. Xuống chết đi. Anh ăn đi. Ừ, cảm ơn. Thôi, em ăn đi. Nhiều nha. Em tự ăn luôn đi. Dạ, thôi được rồi. Mấy anh cứ ăn đi. Kệ tụi em.
Mày nhẹ mang quá mày. Đợi tao mày. Cảm ơn cô Thơm. Nè, ăn cho biết. Tôi đã mày. Mày ăn mà nói nhiều quá. Mời tao. Dạ đây. Nè, dạ dạ. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn chị. Thôi rồi nghỉ. Thưa các đồng chí, đồng chí bí thư vẫn quyết định phải xử tội lão Cửu Sừng nhằm để răn đe bọn ác ôn và gây nức lòng quần chúng cách mạng. Nhưng bọn địch bỗng tăng cường bảo vệ lão Cửu Sừng, vậy thì các đồng chí tính sao? Đã quyết định thì phải làm cho bằng được. Để tôi lập kế hoạch chia tòa án làm hai mũi, một mũi là dụ địch, một mũi là đột nhập vào nhà riêng của lão Cửu Sừng để hành động. Phương án đó gây ồn ào quá. Nếu thằng quận trưởng cho lính phong tỏa thị trấn Trà Bồng thì tòa án cách mạng chúng ta biết rút lui bằng cách nào? Phải tính phương án gọn nhẹ, không gây náo động mới được. Tôi có một nghi vấn, không biết có nên nói ra hay không? Đồng chí cứ nói. Tòa án cách mạng chỉ có 7 người, liệu có ai để lộ thông tin này cho người khác biết không? Nghi vấn của đồng chí Lợi là rất xác đáng. Vậy đồng chí có để lộ thông tin cho ai biết không? Tất nhiên là không. Ngay cả những người thân thiết trong cơ quan huyện ủy? Tuyệt đối là không. Đồng chí nên nhớ rằng tôi đã từng làm công tác tòa án hồi kháng chiến 9 năm rồi. Còn đồng chí Thắng thì sao? Tôi lại càng không nói với ai, vì trước đây tôi đã từng làm công tác tình báo kia mà. Cái kế hoạch dụ địch là đồng chí tự nghĩ ra hay có ai mách nước cho đồng chí? Đồng chí nói gì kỳ vậy? Chuyện này ngoài 7 người chúng ta ra thì đến quỷ thần còn không biết, còn có ai mà mách nước cho tôi được nữa. Các đồng chí à, tôi đã rất nhiều lần khuyến cáo với bí thư Du rằng thành lập tòa án cách mạng lúc này là quá sớm. Chúng ta diệt được một tên ác ôn thì bọn chúng lại trả thù bắn chết hàng chục, hàng trăm đồng chí của mình hiện đang ở trong tù. Như vậy thì có ích gì hả các đồng chí? Nhưng nếu không tiêu diệt mấy thằng ác ôn thì bọn địch đâu có chùng tay, và quần chúng đâu có thấy sự hiện diện của lực lượng cách mạng. Đồng chí nói cứ y như trong sách. Hèn gì á mà bí thư Du lúc nào cũng tin cậy đồng chí. Tôi đâu chỉ biết nói hay mà còn dám hy sinh nữa chứ. Vậy bây giờ bí thư Du yêu cầu đồng chí trực tiếp trừng trị thằng Cửu Sừng, đồng chí tính sao? Đã nhận nhiệm vụ thì có chết cũng không từ nan. Nhưng nếu tổ chức đã phân công thì tôi có hai yêu cầu. Là yêu cầu gì? Yêu cầu thứ nhất là phải cho tôi đích thân đi khảo sát địa hình thêm một lần nữa. Vậy còn yêu cầu thứ hai? Yêu cầu thứ hai là phải coi việc trừng trị tên ác ôn đầu sỏ này là một chiến dịch lớn. Tất nhiên tôi là người lập kế hoạch và là người mở đột phá khẩu, nhưng yêu cầu toàn thể tòa án cách mạng đều phải tham gia. Nếu có thể, yêu cầu đồng chí Dần chi viện thêm mấy tay súng ở trung đội cảnh vệ. Làm cái gì mà phải huy động lực lượng nhiều đến như vậy hả đồng chí? Muốn thắng địch thì ta cần phải có một lực lượng áp đảo. Thôi được rồi, tôi sẽ báo cáo lại ý kiến của đồng chí với bí thư Du. Còn bây giờ đồng chí đi về trước đi, kẻo bị lộ bí mật. Chào đồng chí. Đồng chí Hiệt. Đồng chí đã nghe rõ câu chuyện chưa? Nghe hết rồi. Đồng chí có cảm giác gì không? Mới nghe thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng tôi có cảm giác là lạ, không biết có nên nói ra hay không. Thường vụ rất cần nghe ý kiến của đồng chí. Đồng chí nói đi. Vậy tôi xin nói, thường ngày đồng chí Thông là một người rất trầm tư, việc gì cũng phải đắn đo suy nghĩ thật lâu. Sau vụ việc này bỗng nhiên đồng chí ấy mạnh bạo như vậy. Còn về việc hai điều kiện mà đồng chí Thông đưa ra, tôi e rằng là quá mạo hiểm. Nghĩa là ý kiến của đồng chí Thông là xua tất cả cán bộ chúng ta vào rõ.
ta đưa hết toàn bộ đầu não của huyện quỷ vào công việc trừng trị lão Cửu Sừng. Nếu kế hoạch đổ bể thì có khả năng này. Chính là như vậy đó đồng chí. Thôi, chúng ta chia tay, cuộc họp kết thúc. Ừ. Báo cáo bí thư, trong bốn người cần thẩm tra, tôi nghi nhất là đồng chí Thông. Nếu mà xác định đồng chí của mình là nội gián cho địch hay là kẻ phản bội thì chưa đủ chứng cứ. Nhưng hắn đưa ra hai điều kiện như vậy, có khác nào là lùa bí thư vào trọ của địch? Vẫn chưa đủ chứng cứ. Để kết tội đồng chí của mình là kẻ phản bội nên tôi chấp thuận cả hai điều kiện của anh ta. Đồng chí chấp nhận cả hai điều kiện của hắn à? Nhưng khi anh ta đi khảo sát địa hình, chúng ta sẽ cử người bí mật theo dõi. Chứng cứ có đủ hay không là ở bước thứ nhất này. Ừ. Vậy thì ai là người theo dõi được hắn ta? Tôi thấy tốt nhất là đồng chí Dận. Hãy subscribe.